Mình phải tính toán các cộng trừ nhân chia thì mình sẽ sử dụng là trên form cộng trừ nhân chia.
lệnh đó đó nha. Rồi chúng ta sẽ điền cái phối vào. Điền này. Rồi bên đây, bảng bên đây chúng ta sẽ điền liên quan đến phép tính vào. Thì nó sẽ là tân nạn trước mang thai. Lưu ý, lấy cái điếc bên đây chuyển qua chứ không phải mình đỏ tên vào nha. Thì mình sẽ lấy bên này tân nạn trước mang thai chuyển qua. Chia cho chiều cao bình phương mở một cái nha. Chiều cao chuyển qua. Bây giờ đơn vị của chiều cao yêu cầu cho con phép tính là phải bằng mét. Nhưng mà cái dữ liệu lúc mình nhập vào đây chiều cao của mẹ 155 155 cm. Lúc này đây là 155 cm. Cho nên chúng ta phải đổi đơn vị là chúng ta phải chia cho 100. Thì chiều cao bình phương tức là mũ 2. Thì các anh chị lưu ý ở đây mũ 2 dấu sao cũng là mũ 2. Cân nặng thì chiều cao bình phương kiểm tra bấm ok. Thì lúc này nha, chỉ cho mình quan sát mình sẽ thấy ở ngoài output nó sẽ xuất hiện một cái lợn xuất hiện và nó báo là mình vừa làm một cái lợn tính BMI bằng một cái này. Và tương ứng như vậy ở bên input chúng ta sẽ xuất hiện biến BMI là biến BMI là biến định lượng. Và qua đây data view sẽ xuất hiện biến BMI có luôn. Tại sao là 20.28? Tại vì ở đây decimal là 2. Nhưng nếu chọn 3, 4, 5, 6 thì nó sẽ lấy tiếp nha. Cho nên dữ liệu ở trong máy đang lưu lúc này là một con số thập phân đến vô cùng hay đến cuối cùng luôn. Tức là ví dụ như đây là 20.28479 cộng tại sao nhắc chỗ này một chút xíu nữa thì sẽ có phần phân nhóm thêm ai thì mình chú ý. Lúc mà chúng ta phân nhóm chúng ta đặt tròn, chúng ta lưu ý là sẽ chọn ba chữ số là phân luôn hay để bảo đảm là số lấy đủ. Vậy là mình vừa làm xong nội dung thứ nhất đó là tạo biến mới thông qua cái việc mà chúng ta tính toán. Rồi chúng ta sẽ qua nội dung thứ hai đó là mã hóa lại biến số. Thực ra mã hóa lại biến số cái ý nghĩa của nó cũng giống như là chúng ta tạo. Nhưng mà chúng ta mã hóa này là chúng ta dựa vào biến có sẵn hay dựa vào biến có sẵn. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy tuổi. Lúc này cái dữ liệu chúng ta đi đem về đó là tuổi của bà mẹ. Và bây giờ mong muốn của mình muốn phân tích coi nhóm tuổi như thế nào. Bây giờ mình sẽ mã hóa lại cái biến tuổi này thành cái biến nhóm tuổi. Lúc này mình sẽ chia làm ba nhóm. Một cái nhóm là dưới 25 nha. Nhóm dưới 25, nhóm từ 25 cho đến 35 và cái nhóm là lớn hơn 35. Ở đây có ba nhóm. Vậy mình sẽ làm bằng cách số 2 mã hóa là biến số mới. Vậy chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh tương tự, chúng ta vẫn thực hiện lệnh transform. Và lưu ý transform lúc này chúng ta có hai dạng. Đó là record into same và record into different. Đúng không? Thì chỗ này các chị chỉ cần nhớ là gì? Nếu như mà mã hóa lại biến số hay là nó khác là tạo một cái biến mà mình dựa vào biến có sẵn không có tính toán gì hết thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh transform chọn record into. Đó là phần 1 số 3 đó, 7 số 3 đó. Sẽ cái biến mới mình mới tạo đó mã hóa lại đó nó sẽ đè lên cái biến đã có sẵn. Nếu chúng ta chọn transform thì có into different thì nó sẽ là tạo một cái biến nhóm tuổi nằm tách ra nó sẽ nằm ở phần cuối còn cái biến tuổi ban đầu mình vẫn còn giữ nguyên sẽ làm hai cái để xem. Thứ nhất transform thì có into same đây mình vào transform chọn thì có into same
thì các chị sẽ thấy nó xuất hiện như này. Và bây giờ mình sẽ mở hóa cái biến tuổi lại, thì mình sẽ chuyển biến tuổi thai phụ qua, sau đó mình chọn O hàng nhiêu bao nhiêu, quan sát nha, quan sát ngay cái vị trí của cái bảng này, lật ngay trang đúng cái trang đó luôn nè, trang 48 đó. Không đến 25. Phải không? Phải. Nhưng mà mẹ làm gì có tuổi không? Đến 24. Đến 24 dưới 25. Phải nha. Dưới 25 mà đâu có lấy 25. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Dưới 25 thì chỗ này mình sẽ cho nó chạy từ 0 đến 24. Lưu ý nha. Lấy luôn 2 đầu mối chứ. Thì mình sẽ gom là nhóm. Nhóm 1, dột nhóm. Rồi từ 25 đến 35 thì chỗ này mình có gì? Lấy 2 đầu mối. 35 sẽ là nhóm 2. Rồi. Lớn hơn 35 thì chúng ta sẽ đến ngay cái vị trí Grand Value Focus. Ý nghĩa cái này là gì? Lớn hơn 1 bằng. Phải không? Lớn hơn 1 bằng giá trị A. Vậy bây giờ lớn hơn 35 thì lúc này các chị sẽ thấy không xuất hiện biến mới nào cả, biến tuổi còn nằm nguyên, nhưng mà thật ra bên data view biến tuổi đã bị thay đổi cái giá trị bên trong này. Nếu mình chọn thì có gì mua sang giá trị bên trong thì thay đổi, tức là những ai mà dưới 25 nó sẽ chuyển thành số 1 hết, những ai phụ từ 25 nó có đăng ký số 2 nha. Thì bây giờ nếu như mình mã hóa lại biến này thì mình phải đặt cái tên nó lại, thì các chị tính tôi vào trong cái biến tuổi mình tuổi. Thì lúc này là có ba giá trị là 1, 2, 3, thì lúc này chúng ta phải vào cái thế liêu để chúng ta ghép vào nhé. Số 1 là dưới 25 tuổi, số 2 là từ 25 cho đến 35 tuổi, số 3 là trên 35 tuổi. Và do mình chọn cho xem thì mình sẽ phải làm trên cái viết nó sẽ đè lên đấy. Lời mà nãy con chỉ cái này cho các chị. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy biến nhóm tuổi. Lúc này vẫn là 1, 2, 3. Mình muốn kiểm chứng cái sự hiển thị của nó ở cái sai đó. Thì các chị muốn nổi lên cái giá trị thì các chị sẽ bấm vào cái nút ở trên. Thấy không chỗ không? Nếu các chị click vào thì tất cả những cái dữ liệu chúng ta đã mã hóa nó sẽ hiển thị lên cái thông tin mà mình mã hóa. Tức là cái nhóm số 1 nó sẽ hiển thị lên là 2 nhóm tuổi. Nhưng mà nếu như vậy mình thấy mỏi mắt quá, mình cũng đưa về dạng số. Đó là cách thứ nhất. Khi mà chúng ta chọn thì có hình thức xem thì nó sẽ như vậy đó. Nhưng mà nếu giả sử mình thi mà mình làm phân tích á, lỡ mình làm sai là mình mất luôn biến tuổi đúng không? Hay ngay cả mình làm đề tài mà lỡ mình làm sai cái mình mất luôn cái màu đề tài. Cho nên thông thường ý như mà mình kỹ, mình cẩn thận với một mình đề tài nên chọn thì có hình thức xem tiếp ra. Có sai khó là tại. Giờ quay lại ngay trường hợp tiếp ra. Mình gieo lại. Thank you.
lớn nó dễ bắt lúc trên thì ở đây sẽ chuyển liền. Đó, nó sẽ hiểu là mình sẽ tạo những nhóm tuổi từ những nhóm tuổi. Sau đó các chị vào O này như cái lưu là bị trang này. Bây giờ tôi không thích làm cái này. Tôi làm cái khác. Nhóm 1 nhỏ hơn 25. Dưới 25. Bây giờ lít vô đây. Được không? Được. Ý nghĩa là nhỏ hơn 1 bàn thì xuống hết. 2, 4 và nhóm 1. Rồi từ 25 đến 35 thì vẫn phải lên trên mới làm được. 25 là nhóm 2. Rồi lớn hơn 35 chọn ở đây. 36. Bây giờ không thích chọn O nó đưa cái list được không? Còn lại được. Chỗ O nó đưa cái list này chỉ chọn được trong trường hợp các giá trị ở bên trên, tức là bên đây mình đã làm rồi và nó phải thể hiện cái liên tục. Tức là từ dưới 25 mình đã có một nhóm rồi, từ 25 đến 35 mình có một nhóm rồi thì chắc chắn còn lại sẽ từ 36 tuổi trở lên. Cho nên mình phải chọn O nó đưa cái list được. Còn nếu như giả sử như cái này nó không tính liên tục, nó không mang tính liên tục, chính giữa của nó có một cái giá trị nó không cùng cái nằm hết, mà các chị chọn O để không có liều thì cái giá trị đó nó sẽ bị nhảy vô cái nhóm còn lại, nó sẽ bị sai. À, lưu ý cái này thôi. Rồi trở lại số 3. Đây, 8-1-2-3 có đủ. Rồi, vậy thì lúc này để ý nè, biến nhóm tuổi lập tức xuất hiện ở biến số 19 này. Biến tuổi còn nguyên. À, và bây giờ nhóm tuổi qua bên đây kiểm chứng. Đây có rồi, có số đọc không là tại cái symbol nó không định á. Lúc này máy chưa hiểu số 1, số 2, số 3 là gì đâu nha. Chúng ta phải vào cái cột phế liệu gán vào giống như trang đó nha. Số 1 là dưới 25 tuổi nha. Số 2 là số 3 là trang. Do cái phiên bản này của mình là 20.0 thì nó nhận diện được đâu là điểm không nổi thì nó sẽ tự hiển thị chỗ này là nominal và mặc định. Chứ nếu mình xài 18.0 thì mặc định lúc nào nó diễn ra sẽ là scale đó. Chúng ta phải điều chỉnh cái này. Lúc này nhóm tuổi là biến định, định tên, đúng không? Mình sẽ chọn nominal. Rồi đó là mình vừa xong cái phần số. Đó là trong trường hợp nào tương ứng là 7.2 nữa, nhưng mà một mắt thì giống như sẽ sắp xếp lại nha, sắp lại cho nó phù hợp. Bây giờ chọn tập hợp các bản tin. Bây giờ dữ liệu của mình hiện tại bây giờ có 703 mẫu là mình phân tích trên toàn mẫu. Bây giờ giả sử như từ lúc này chúng ta chỉ muốn tính những cái thông tin dữ liệu của một nhóm đối tượng thôi, là những bà mẹ lớn hơn 55 tuổi, để mình khảo sát ra cái sự phân bố của những bà mẹ mà lớn tuổi khi mang thai á, cũng rất là ta. Vậy thì bây giờ mình phải chọn những người chỉ lớn hơn 55 tuổi thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh của chọn còn các bản tin, đó là mình sẽ vào data. Sau đó mình vào if condition, chọn if và mình sẽ đặt điều kiện vào đây. Bây giờ mình chỉ muốn lấy những người mẹ có tuổi trên 35 thì có phải mình sẽ đặt cái lệnh là tuổi lớn 35 không? Là những cái gì mình lấy vào thì mình sẽ đặt điều kiện là tuổi thai phụ mình sẽ chỉ ra nha. Mình phải lấy cái số liên quan nha, mình không đánh cái tuổi thật nha. Lớn hơn 35. Rồi. Thì lúc này các chị sẽ thấy bên variable view thì không ảnh hưởng gì hết, nhưng bên data view okay. Nó sẽ okay. Mày thấy được chưa? Trừ lại chưa? 23 là 40 rồi, đúng lên 23 35 tuổi rồi. Nó sẽ gạch hết toàn bộ. Đúng rồi. À, nó sẽ gạch hết toàn bộ những người bạn của mình. Từ 35 tuổi lên xuống. Nó chỉ lấy những người từ 36. Lớn hơn 35
35 tuổi, tức là từ 36 và khi mà mình đã làm cái lệnh như thế này, mặc dù trên bàn thờ của mình vẫn để nguyên là 703 mẫu nha, em để nguyên, nhưng mà nó sẽ đặt như vậy. Thì từ bước này trở về sau, các anh chị phân tích bất kỳ cái gì thì mẫu lúc này chúng ta chỉ phun xuống lại có những người từ 36 tuổi lên, lúc này chỉ còn 400 mấy mẫu, em nhớ là chỉ còn 400 mấy mẫu. Rồi sau khi mình làm xong cái vấn đề mình đang quan tâm rồi, bây giờ mình muốn trả về nguyên mẫu thì chúng ta sẽ vào data select case, mình chọn bài on case, thì lúc này nó sẽ trả lại ban đầu. Và từ bước này trở về sau thì mẫu của mình, tổng hình là mẫu của mình vẫn sẽ là 703 trả lại. Và đó là toàn bộ phần liên quan đến quản lý dữ liệu nha, chỉ mới quản lý dữ liệu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nha, các anh chị sẽ làm câu 3 và câu 4. Đây là câu, hai câu này vận dụng cái nội dung của 1, 2, 3 đó. Và chúng ta sẽ làm trong vòng 20 phút, tức là 90 phút.